Vâng, xin chào các bác. Và hiện tại chúng em đang lắp đặt xong tất cả những bộ sản phẩm ở nhà bác Minh. Rất nhiều bộ sản phẩm nha các bác nhé. Tất cả bộ sản phẩm ngày hôm nay bàn giao lên rất là nhiều món. Đây, đầu tiên thì em giới thiệu các bác là một cái sập quay là hương đá, còn mặt trên là hương La Phi. Đây các bác phải nhìn thấy trên màn hình rất là đẹp và đỉnh cao. Và cái mặt này dày tận 15 phân nguyên khối các bác nhé. Và dạng quay đại là 1m8 đến 2m. Và cơ sở bên em làm là chân là tận chân 26 phân chân đại và yếm là dày 10 phân và làm được trọn vân. Đấy các bác nhìn thấy trọn vân rất đẹp, chất liệu là gỗ hương đá của La Phi và ở trên này là gỗ hương La Phi các bác nhá, và làm dày 15 phân và nguyên khối và gỗ trọn xỉ luôn các bác nhá. Đây, cái mặt này là xỉ luôn, các bác nhìn này cái vân gỗ này các bác phải nhìn thấy rất là đẹp. Đấy, và ngoài ra thì bác Minh cũng mua rất nhiều sản phẩm của sản em, các bác nhìn thấy một đôi lục bình cao 1m8, chất liệu là gỗ hương đỏ La Phi. Ngoài ra thì còn một bộ cuốn thư tôi đối ra vàng. Đấy, các bạn nhìn này, bộ đối cuốn thư ra vàng. Ngoài ra đây là bộ bàn ghế cực kỳ đỉnh cao của sở em các bạn nhé. Đây, những bộ sản phẩm như này thì phải cực kỳ là hữu duyên và đặc biệt là phải cực kỳ là có phòng khách lớn. Các bạn nhìn thấy phòng khách rất là rộng như này, kê vào rất là vừa vặn như này. Đấy, các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Cái bộ sản phẩm siêu mê bảo đỉnh thì các bạn có thể comment, ấn vào nút chuông để đăng ký kênh để xem chi tiết về bộ sản phẩm này. Thì em hôm nay sẽ quay review qua các bác xem tổng sản phẩm nội thất của nhà bác Minh rất là nhiều. Đây, ngoài ra là có một kệ tivi là lục hoa hồng này các bác nhé, một kệ tivi hoa hồng này. Đấy, và ở bên này là một ông di lặc tài lộc các bác nhé. Đây, một ông di lặc tài lộc. Đấy, nó mang đem may mắn này cho nhà bác Minh. Đây, và ngoài ra đây bên trong này đây em giới thiệu qua các bác xem để các bác biết toàn bộ sản phẩm nhà bác Minh. Đây, trong này này các bác một cái cây đồng hồ giáp vàng cao tận 2m7, máy là máy đúc đồng rất đỉnh cao luôn. Đây, và trong phòng này có hai cái giường. Đây, trong phòng này là một cái giường. Đây, trong phòng này một cái giường 2m2 hồng chim. Đây, để cho các bác có thể tham khảo xem qua bộ sản phẩm nhà bác Minh này. Rất nhiều bộ sản phẩm đẹp đỉnh cao mà bác mua combo luôn của nhà em. Đây, các bác phải nhìn thấy rất là đẹp luôn nhá. Đây, bên này nữa. Đây, bên này có một bộ màn ăn nữa nhá. Đây, các bác phải nhìn thấy đây. Bên này là một cái bàn ăn nguyên khối luôn nhá. Đây, bác Minh đã có ghế rồi. Đây, cơ sở bên em bàn ra một cái bàn ăn nguyên khối bên này nữa. Đây, và trong này nữa cái giường hồng chim 2m2 x 2m2, giường gỗ hương đá 100% rất là đẹp và đỉnh cao. Thì bây giờ mời mọi người ra phòng khách để xem cái cảm nhận của bác Minh khi nhận được toàn bộ sản phẩm này. Cơ sở của em thì vẫn đi làm các bác nhé. Đây, các bác phải ngắm nhìn cái bộ sản phẩm siêu tay nghề của cơ sở bên em. Các bác xem kèm theo dõi kênh thì các bác đã biết rồi, những cái sản phẩm siêu đỉnh cao này cơ sở bên em làm rất là tâm huyết. Thì đây các bác đây, xin chào tất cả mọi người. Đây là bác Minh chủ nhà. Bác Minh đã tình cờ đi qua cơ sở và sẽ vào thăm, và bác Minh đã đặt bộ sản phẩm siêu đỉnh cao này và tin tưởng cơ sở là cũng không cần biết là mẫu mã như nào, bác tin tưởng cơ sở và đặt luôn rất nhiều bộ sản phẩm. Thì bác Minh cho cháu xin một cái cảm nhận là đầu tiên là bác thử nhắc lại cái lúc mà bác đến sở cháu thì bác tình cờ như nào thì bác phải chia sẻ cho những người trên kênh YouTube của cháu xem. Hôm đấy tôi có việc đi Lao Cai về, có rẽ vào cơ sở của đồ gỗ thì là thấy sản phẩm trưng bày thì là, nói chung là đẹp. Thế nên tôi lúc đấy là mình không có tư tưởng để đặt đâu, nhưng khi vào nhìn thấy đẹp quá thì tôi đã đặt một bộ bàn ghế cũng như là đấy. Tôi đã quay rồi thì đến ngày hôm nay đã bàn giao tôi tại nhà tôi, và tôi thấy là tất cả những cái gọi là cam kết hợp đồng hứa với nhau đến bây giờ là chuẩn hết, không có gì sai cả, mọi thứ đều tốt đẹp cả, chất lượng tốt, đảm bảo đúng theo yêu cầu của chủ nhà. Dạ vâng, để cho cảm ơn bác. Thì bác có thể là chia sẻ giúp mọi người là cái bộ sản phẩm này của bác thì nếu mà có mấy quý khách hàng ai mà đến ngồi chơi mà ví dụ mong muốn được giới thiệu thì bác có sẵn sàng giới thiệu cơ sở của nó. Nếu mà bạn bè tôi đến chơi mà nếu mà người nào có nhu cầu tôi sẽ giới thiệu đến cơ sở đó, cơ sở uy tín đấy để làm những bộ ghế như của tôi đang làm. Dạ vâng, cho cảm ơn bác. Thì bác có thể giúp cháu là để cho mọi người để cho dễ hiểu nhất về cái chất lượng sản phẩm cũng như là cái kiểu cái lịch bán ra sản phẩm hay là cái quá trình lắp đặt hay là tiếp đón bác ở cơ sở thì bác thấy như thế nào thì bác có thể chia sẻ. Tôi đã ra cơ sở kiểm tra một lần, khi bắt đầu là xong khi thỏa thuận, khi bắt đầu xong về phần mộc của tôi đã kiểm tra và tới đạt yêu cầu tôi đã ký và nhận sản phẩm, và đến ngày nay tôi nhận sản phẩm trực tiếp đã hoàn thiện tại nhà tôi. Tôi thấy là đúng như đã cam kết trong hợp đồng, không sai gì cả. Dạ vâng. Thế tôi cho cảm ơn bác. Thì bây giờ bác Minh ạ, cháu xin phép bác Minh ở đây cháu có một cái phần quà của cơ sở dành tặng cho bác. Đây, Đây Quang Minh, đây là cơ sở chó thì rất là biết ơn Quang Minh và gia đình đã quan tâm ủng hộ và lại mua rất nhiều sản phẩm cơ sở với chó này. Thì chó có xin tặng là cơ sở với chó là đồ Thiên Phú. Đây có kính tặng bác Nguyễn Quang Minh một cái khay trà nguyên khối này, chất liệu là gỗ hương đá và làm nguyên khối luôn, là đục 5 con rồng, là để tỏ lòng biết ơn bác và cũng cái tặng gia đình để cho lấy cái kỷ niệm với cơ sở. Đây và ngoài ra đây có một bộ con co này nữa bác nhá. Đây một bộ con co này nữa. Đấy thì bác thì đủ các món trong nhà này để bác có thể là dùng trong gia đình nhà mình. Đấy thì là cháu đã tặng thêm cho bác. Và ngoài ra thì có một cái mà bác giúp nhờ cháu là làm hộ. Thì cháu đã làm có kỷ niệm luôn bác. Đấy thì cũng cái là coi như phần quà nó cũng tặng cho gia đình bác luôn. Thì cũng chỉ để là biết ơn, cảm ơn bác đã tin tưởng cơ sở cháu và đặt rất nhiều sản phẩm như này. Đấy, vâng, cháu cảm ơn bác Minh nhé. Và bây giờ cháu xin phép là cháu giới thiệu chi tiết cái bộ bàn ghế này một chút cho tất cả các khách hàng trên kênh để xem của mình nhé. Vâng. Và đây bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết về cái bộ sản phẩm này cho những bác nào mà chưa biết nha các bác nhá. Và những bác nào mà thích cái bộ nghề bảo đỉnh của cơ sở bên em thì chắc chắn là sẽ rất là yêu thích bộ sản phẩm này. Và em cũng tin rất vui báo mọi người là đang có 3 khách, 2 khách ở Sài Gòn và 1 khách ở Lâm Đồng đã đặt cơ sở bên em một bộ sản phẩm như này, sẽ nhận vào lắp sau các bác nhá, đặt ra riêng với nhận bộ sản phẩm này. Đấy, ngoài ra còn có chị Ngát ở Lâm Đồng còn gửi chưa với đặt hàng thôi đã gửi quà về cho tận nhà luôn cơ sở và gửi cho em 8 gói cà phê và rất nhiều chuối hột để có thể ngâm rượu. Thì qua đây thì em cũng xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của cơ sở bên em mà lại dành thời gian dành cả phần quà cho cơ sở bên em. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác bộ sản phẩm này sơ qua để mọi người biết được bộ sản phẩm này nó đỉnh cao như thế nào, những cái chi tiết đỉnh cao như nào. Thì đầu tiên em muốn giới thiệu các bác là cái tay nghề này. Cái tay nghề này các bác phải hình dung em đã mất 5 tháng để nghiên cứu và làm dựa theo tất cả những kiến thức của mình và những nghệ nhân của cơ sở để có thể là nghĩ ra làm ra một cái mẫu tay nghề. Để các bác có nhìn thấy cái mẫu tay nghề này nó đục tứ diện như nhau. Đấy các bác nhìn này, đục tứ diện như nhau đây. Đây bác anh em có thể xem xung quanh đây, đục tứ diện như nhau. Và cái tay nghề này cơ sở bên em pha rất là to, pha cao là tận là 40 phân, dài là nguyên cả một cục luôn, dài là tận 90 và dày là tận 16 phân, và đục kênh bong tứ diện. Đây các bác có thể nhìn thấy đây, cái tay nghề này là cái tay nghề Thiên Phú cơ sở bên em làm là rất là tâm huyết và em nghiên cứu suốt 5 tháng các bác nhá, với ra được tay nghề đẹp như này. Và hiện tại cơ sở bên em đang có 4-5 cái tay nghề đó ở nhà, nhưng cái tay nghề này là được khách hàng bình chọn và chọn lựa bộ sản phẩm này về để là dùng và bình chọn là đẹp nhất của cơ sở bên em. Thì cơ sở bên em làm ở bộ sản phẩm bàn ghế đây, đây là bộ sản phẩm em hoàn thiện chuẩn xác và chỉn chu duy nhất các bác nhá, duy nhất đến bây giờ là của bác Minh như này. Đấy các bác thấy đấy, rất là đẹp. Đấy, ngoài ra thì giới thiệu những cái chi tiết đẳng cấp cho các bác bộ sản phẩm này thôi, đó là rất nhiều cái đẳng cấp để cho các bác có thể biết rồi. Đó là gì? Đó là chương nghê. Các bác nhìn thì chương nghê nó cực kỳ to và độ sọ, các bác nhìn này. Cái chương nghê này nó rơi vào tận 60 phân nguyên khối, và đặc biệt là các bác nhá, nguyên khối nhưng nó còn xỉ 2 mặt, tức là không có dập, không có lứt, không có rác, 2 mặt luôn, gỗ nó xỉ đẹp và được chọn vân chọn màu đây. Các bác nhìn thấy vân màu rất là đẹp và đỉnh cao của chương này, dày 16 phân đục tứ diện. Đấy các bác nhìn con nghê một đầu ở trên này. Đấy, xung quanh là nghê phượng hai bên. Ở dưới vách này cơ sở bên pha nhá, pha dày tất cả vách bàn, vách đoản, vách ghế đều dày tận 6 phân thôi nhá. Đục kênh bong mặt trước lên là mặt trước kênh bong là 4 phân, mặt sau là 1 phân. Đấy các bạn thấy rất là đẹp này. Con nghê hai bên này các bạn đục nhìn các mây này, các cái dải lụa này các bạn nhìn, các cái vách này nó đẹp vô cùng luôn các bạn, cực kỳ đỉnh cao luôn, không thể là đẹp hơn được nữa. Đấy các bạn này nhìn thấy cái cột này, cột 16 cơ sở bên pha nó kích thước là cao to dài rộng như cột 18, đoạn cao tận là 1m81. Đấy, sâu là tận 90 sân phủ bì, dài tận 2m7 phủ bì các bác nhá. Rất là đẹp và đỉnh cao. Tiếp theo là phần dạ yếm này các bác. Đây em quay các bác xem cái phần dạ yếm. Cái khuôn tranh này em làm dày tận 6 phân các bác nhá. Đây các bác nhìn cái phần vén cong dạ yếm này các bác có nhìn thấy đây. Các bác nhìn dọc như này. Đây em quay dọc đây để các bác nhìn xem đây. Vén cong dạ yếm này các bác nhìn này, rất là dẻo luôn, các bác nhìn thấy cái đường cong này không ạ? Đấy, rất là dẻo luôn. Đấy. Cực kỳ là dẻo luôn cái trong dạ yếm này. Yếm này cơ sở với em mặc tiền dày là 7 phân. Cái yếm này dày tận 7 phân đâu nhá. 7 phân cái yếm này bình thường người ta làm 3 phân, đây cơ sở với em pha tận 7 phân. Đây khuôn tranh này, cổ chỉ soi út này, yếm chặt xem dẻo cực kỳ đỉnh cao. Đấy chân là đụng đầu lên chân móng. Đây ngoài ra này các bác có thể nhìn cái mặt bàn này. Đây, các bác nhìn cái mặt bàn đây. Mặt bàn này bình thường người ta pha có 1,5 phân đến 2 phân thôi. Và cái mặt bàn này cơ sở bên em làm nó tận là dày tận 4 phân các bác nhá. Cái mặt bàn này cơ sở bên em làm dày 4 phân, đục kênh bong xuống hơn 3 phân. Đấy các bác nhìn thấy cái phần con đục là đục tích là tích tứ linh, long ly quy phụ, tượng trưng cho 4 con vật linh thiêng nhất của đất và trời. Đấy các bác nhìn này, đấy rất là đẹp luôn các bác nhìn này, con rồng này, con rùa, con phượng và con nghê. Đấy các bác nhìn cái mặt bàn này như một bức tranh luôn. Đấy các bác thể hình dung rất là đẹp luôn. Em quay vào bên kia thì nó xuôi chiều đấy, rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn thấy con rồng, con nghê và con rùa này, cực kỳ đẹp và đẳng cấp. Đây, hai bên cua tranh này được vén cong, nếu các bác tinh mắt các bác có thể nhìn thấy đây đấy, vén cong. Đây em quay các bác xem cái phần đôn và bàn nó có xen rẽ, đôn và bàn nó có phần đục hoa lá tây và đục làm khung non em nhé, làm khung non này đấy, rất là dẻo và đẹp đây, khuôn non mà lại còn vén cong này các bạn nhìn, dọc cái bàn này các bạn nhìn đấy, vén cong đẹp long lanh luôn các bạn nhé. Đây tiếp theo là em giới thiệu các bạn đến 4 ghế đơn này, kích thước nó cao tận là 1m77 phân, rộng phủ bì tận 1m3 cái ghế các bạn nhé. Đây cái phủ bì tận 1m3 cái ghế. Đây cái vách tựa lưng này đục tam sư phần cầu đây, dày 6 phân đục kênh mong này các bạn nhìn, các cái dải mây này, đây, rất kênh mong mà lại rất chắc chắn này. Xung quanh là đục là sen dẹo các bạn nhìn này, cái sen dẹo nó dẻo bắn luôn, đẹp long lanh luôn các bạn. Đây cột đây, tay nghề đây, ván này cơ sở với em pha là dày 2,5 phân các bạn nhá, phô tranh dày 6 phân. Đấy tay nghề đây các bạn nhìn cái dàn tay nghề này. Đấy các bạn nhìn thẳng màn hình để cho em xem này. Đó cái dàn tay nghề này đẹp vô cùng luôn các bạn ạ, vô cùng đẳng cấp và đẹp luôn. Cái ván tay nghề này rất đỉnh cao. Đây và ngoài ra thì cái cạnh tivi này cũng rất đỉnh cao, là chất liệu là gỗ hương đá này các bạn nhìn, đục bằng tay 100% và là mẫu độc quyền của cơ sở bên em các bạn nhá. Đục tay mà vách ván là dày tận 3 phân, khung cánh dày tận 4 phân các bạn nhá, khung cánh dày ván 3. Đấy, các bạn nhìn này rất chắc chắn và đẹp cả tứ diện luôn, cả trong lẫn ngoài, rất là đỉnh cao. Đấy. Đấy, qua đây thì em xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi ủng hộ đồ gỗ Thiên Phú và sử dụng giá gốc, và các bác hãy nhớ đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những video trước tất cả những người khác, và các bác hãy là cho em những cái ý kiến đóng góp ở bên dưới video này. Còn bây giờ thì em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở video sau. Xin chào.